lên đường. Các em chuẩn bị lên đường nhá. Đồ kêu ghê nhỉ. Về đi. Linh lớn rồi. Linh bây giờ chơi các trò chơi người lớn nên nó thích lắm đấy. Nó vừa đu nữa còn vừa xoay đấy. Long chơi không? Long chơi không? Nhưng mà nó chỉ đúng trong trục của nó thôi, nó không thay đổi đâu.